Xin chào các bạn, chúng ta lại cùng đi tới những cái nền tảng mới cho con mình được thành công. Xuất phát từ cái việc, từ cái công thức để dẫn đến thành công cho con cái của những người Do Thái, thì họ quan niệm thành công sẽ bằng 20% quyết định của IQ và 80% đến từ AQ và EQ. Vậy thì cái sự thành công này về IQ chiếm 20% thôi, nhưng người Do Thái lại là cái dân tộc có chỉ số thông minh nhất trên thế giới, nên họ không có nặng nề về chuyện làm sao để kích hoạt IQ. Thứ hai là về AQ và EQ chiếm 80% trong cái trọng lượng để đưa con cái người Do Thái trở thành những đứa trẻ kiệt xuất và thành công. Thì cái chỉ số AQ và EQ ở cái đất nước Do Thái thì được các bố mẹ Do Thái làm rất là chặt chẽ cho con ngay từ khi còn nhỏ. Thì các bài tập và toàn bộ hệ thống về kích hoạt và kích thích cái chỉ số AQ của con mình lên như thế nào, chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau ngay bây giờ về cách thức kích hoạt AQ cho con. AQ là chỉ số thể hiện khả năng vượt khó của mỗi đứa bé, của mỗi một con người. Tức là khi gặp một chướng ngại vật, nó sẽ có sức bật lên để vượt qua được những cái chướng ngại vật đó, để có khả năng vượt khó và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Cái điều này đang được giới khoa học đánh giá là yếu tố tiên quyết trong chuyện thành công của ngày hôm nay của với mọi, tất cả mọi con người. Và dân tộc Việt Nam chúng ta thì rất là đáng buồn. Chúng ta tự biết chỉ số vượt khó của chúng ta là thấp hay cao ạ? Chúng ta tự biết là chỉ số vượt khó của chúng ta khá là thấp chứ không cao, đúng không ạ? Đương nhiên đấy là đại đa số thôi. Và quan trọng nhất đấy không phải là lỗi của chúng ta, lỗi do phương pháp sai lầm không được cập nhật. Cho nên là chúng ta trở thành những người rất là sớm bỏ cuộc và rất dễ nản lòng trước các khó khăn. Chứ người Việt Nam chúng ta cực kỳ thích an toàn mà, nên là chúng ta sẽ không thích đối mặt với rủi ro, chúng ta không thích thách thức. Nên khi gặp bất kỳ một thách thức hoặc rủi ro nào thì chán nản là xuất phát đầu tiên, và sau đó bỏ cuộc là cái tư duy thường gặp của tất cả người dân Việt Nam. Thì cái điều này sẽ gây hại cho chính con cái của chúng ta về sau này. Bởi vì chúng ta vẫn biết tư duy chuẩn của thành công nghĩa là gì ạ? Thành công là một quá trình, là một chặng đường và đòi hỏi sự kiên trì để theo đuổi đúng đến đích của chúng ta. Nên nếu chỉ số IQ của chúng ta, chỉ số AQ của chúng ta mà không cao thì cứ gặp thất bại là lại dừng, gặp khó khăn lại nản. Thế là đi đến gần đến đích hay là mới đi đều là sẽ là dừng lại và bỏ cuộc ngay. Thì cái này sẽ không bao giờ đưa con bạn tới một sự thành công nhất định nào đó, hoặc là không tới được cái thành công theo những cái gì mà con mình mong muốn. Chắc hẳn các ông bố bà mẹ đều không ai mong muốn điều này, đúng không? Nên là chúng ta hãy nhớ, ngay từ nhỏ, từ những năm đầu đời, từ ngay từ 1 đến 2 tuổi, chúng ta hãy xây đắp ngay lập tức các bài tập để rèn luyện AQ cho con nha. Các bài tập này hiển thị như thế nào? Đấy là sự vượt qua, đấy là sự nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn của con. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong từng công việc hàng ngày của chúng ta, giả sử bé Pu không có thích ra, ban đầu thì bé Pu không có thích đánh răng, bé Pu không có thích bê đồ đạc để dọn dẹp đi, rồi bé Pu không thích là bạn ấy chỉ chơi, quăng đồ ra, xong đến lúc mẹ mà bảo dọn thì bạn bảo mệt quá, con buồn ngủ quá, đến giờ díp hết cả mắt rồi. Đấy thì các bạn đều như vậy. Rồi nó hiển thị sau đấy nhiều trường hợp, cả những trường hợp là khi mà bé phải nỗ lực để làm một cái việc gì đó thì lúc này bé bắt đầu thấy nản và muốn kêu gọi sự giúp đỡ. Thì các bạn hãy nhớ nguyên tắc số 1 để xây dựng AQ cho con: không được làm thay mọi việc của con. Với cha mẹ người Do Thái, họ quan điểm họ không phải là quản gia mà họ là quân sư đứng bên cạnh sự thành công của con. Và y như vậy, người Việt Nam cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống. Bởi vì Việt Nam thì làm ngược lại, chúng ta là quản gia của con, làm thay con tất cả mọi việc. Con tung đồ chơi thì mình đi ra dọn hộ,
Con bảo con mệt quá rồi. Thế là thôi đi ra bế con ngay lập tức. Con đi đến trường với các trẻ em Nhật Bản. Trường tại trường mẫu giáo thôi, bố mẹ, mẹ của em bé sẽ là người dẫn con, dắt con đến trường và đi bộ đến trường chứ không phải bế. Con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm mang tất cả những vật dụng của mình chứ không phải là bố mẹ đeo hộ cặp sách. Thì tương tự như vậy, nguyên tắc của người Do Thái là cho con giúp đỡ mình nhiều nhất có thể. Giả sử như hôm Liên đi siêu thị, khi về Liên xách rất nhiều túi đồ ở trên tay, rất là nặng và mệt đúng không? Thì tại sao chúng ta lại không tận dụng con mình để chia sẻ gánh nặng với mình nhỉ? Thì con sẽ xách một túi, hai túi, theo đương nhiên là theo sức của nó nha. Các bạn yên tâm là các cháu bé sẽ không bị trẹo vai đâu, không bị hỏng cái cơ tay của con đâu. Bởi vì sẽ chọn lựa cái đồ vật nó vừa phải theo sức của con, thì con sẽ hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn về cả cơ thể vật lý lẫn tinh thần của con nha. Thế nếu trong trường hợp mình nhỡ may hôm đó mình muốn thử thách tính IQ của nó đi, mình mới đưa cho nó thêm, ôi mẹ nặng quá, mẹ mệt quá, thế bây giờ con giúp mẹ thêm một túi nữa nhá. Là nó xách lên, ngay tức hôm đấy bắt đầu nó xách lên, ui mẹ ơi nặng thế. Ui dồi, nó đi lệnh khệnh, nó đi vào thang máy. Xong rồi nó ngồi nó mè nheo, nó bảo là mẹ ơi cho mẹ xách đi, sao cái túi này nặng thế, bu không xách được đâu. Bu về đến nhà là bu chết bây giờ đấy. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Bình thường mình sẽ thế nào ạ? Ngay lập tức, ồ thôi được rồi, để mẹ sẽ xách hộ. Nhưng cái điều đấy lại không tốt. Nếu bình thường diễn ra thường xuyên thì có thể nó sẽ gây chấn thương về cơ thể cho con. Tuy nhiên thi thoảng các bạn làm thì hãy khuyến khích con. Hãy khuyến khích con mình. Nhớ không ạ? Chúng ta hãy khuyến khích con mình. Cố lên một tí đi con, hộ mẹ một tí thôi, mẹ cũng đang mệt quá, bu ơi sắp đến nhà rồi, đây này, ngay cửa nhà rồi đây này. Thế các bạn có biết không ạ, cái hôm mà Liên cho nó xách như thế, các bạn sẽ rất bất ngờ luôn. Nó đi vào đến thang máy, nó nói chuyện với cái cô đi cùng, sao về nhà rồi cô ạ? Tự động viên chính mình là sao về nhà rồi cô ạ. Cứ như thế nó tự biết cách để động viên chính mình, và sau đó cháu hoàn toàn có thể mang cái đồ vật nặng đó về tận đến nhà. Và cứ như vậy nhiều lần thì các con sẽ được rèn luyện cái tính vượt khó. Là khi mình thấy một công việc khó khăn, mình không được nản chí vội mà mình phải cố gắng nỗ lực để hoàn thành nó, hoặc nghĩ ra những phương án sáng tạo để hoàn thành nó. Và trong cái khó thì các cụ nhà mình có câu, trong cái khó thì nó sẽ ló cái khôn. Và điều đấy cực kỳ quan trọng đối với khả năng sáng tạo của trẻ con nha. Nó vừa kích IQ và nó vừa kích thích trí sáng tạo cho con trẻ. Và hy vọng rằng trong một vài năm sắp tới đây thì cái trẻ con của Việt Nam sẽ được thay đổi toàn bộ hệ thống nền tảng để có một cái chỉ số IQ thật là cao, để giúp cho các con có thể thông minh và tỏa sáng kiệt xuất.